cái luật siêu nhiên á là chúng ta để cho Thiên Chúa làm chủ, để Thiên Chúa dẫn dắt. Khi mà anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện, anh chị em đến xin ơn này, ơn kia, ơn nọ đó, thì chúng ta chỉ có một luật duy nhất là hạ mình xuống, khiêm nhu, tự hạ, hủy mình ra không. Khiêm nhu tự hạ trước mặt Thiên Chúa. Còn không, chúng ta chúc hòa vào thân. Ngài là đấng tạo nên điện, tạo nên lửa, tạo nên nước. Chỉ cần nhúc nhích một chút xíu ở dưới lòng đất thôi, nhúc nhích cục cửa chút xíu thôi, 2 tiếng đồng hồ sau, một cái cơn sóng nó ập vào miền Nam Á, 300.000 người chết. Nhúc nhích một chút thôi. Mà Chúa dựng nên nha, Chúa dựng nên. Có những người vẫn còn kêu căng tự phụ, nói tại sao Chúa tàn nhẫn, Chúa độc ác như vậy. Coi chừng liều hồn, tối đêm nay á, linh hồn người ta gọi về đó. Ta gọi hồn người về đó. Không có thể nào mà dẫn mặt với Đức, với Thiên Chúa, tử thần phải còn sợ Thiên Chúa. Cho nên cái luật siêu nhiên đòi buộc chúng ta phải có một sự khiêm nhường. Khi đến siêu nhiên thì là khiêm nhường, phải có đời tu trong đó. Luật tích cực là gì? Đây là cách của ông Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ thần học, tiến sĩ thiên thần. Luật tích cực là mình tạo nên, như luật giao thông, luật đi đường, anh chị em, đèn đỏ thì đứng, đèn xanh thì đi, bản stop thì ngừng. Bây giờ người ta quay phim hết rồi, người ta chụp hình hết rồi, anh chị em bản stop mà anh chị em stop không đủ mấy giây gì đó thì người ta sẽ gửi cho anh chị em một cái ticket, phải không? Có quay phim mà. Hay là anh chị em đậu đèn đỏ mà anh chị em đậu không hoàn toàn đó, để qua phải liền đó, cũng có người chụp hình. Nhưng mà anh chị em đi qua Úc hay qua bên Anh, anh chị em lái xe bên đầu, bên tay phải, bên tay trái? Tay phải hả? Đến luật cái đó con người tạo nên, chúng ta biết. Khi chúng ta nói về luật là như vậy. Và bây giờ mình vào trong cái xã hội toàn là luật không à, mình không biết luật thì mình tự hại mình. Mình phải biết luật, không phải để vô luật, biết luật để sống, để mà mình bảo vệ mình, luật bảo vệ mình. Không bao giờ vụ luật, không vụ hình thức, nhưng mà phải biết luật. Nhập gia thì tục mà, là như vậy. Thì chúng ta thấy đây, ông Thánh Phaolô nói, đây nó sơ sơ để anh chị em biết cơ bản như vậy. Họ là người Israel, thuộc về họ, lệ luật. Luật này là luật Thiên Chúa ban trực tiếp cho họ, 10 điều răn Đức Chúa Trời, và cái bộ ngũ kinh là Torah đó, Khởi Nguyên, Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi và Thứ Luật. Ngũ kinh đó là Torah. Họ theo cái đó, và chính Chúa nói những người nào giữ được cái luật đó thì được sự sống đời đời. Nhưng mà không có một con người nào có đủ bản lãnh, khả năng để giữ được cái luật đó. Để mà giữ được cái bộ luật Thiên Chúa ban cho thì phải có thần lực của Thiên Chúa để đủ sức giữ cái luật đó. Mà Thiên Chúa ban cái luật đó nó ngoài sức của con người. Anh chị em đọc đi, anh chị em đọc lại Torah, tức là bộ luật ngũ kinh của Thánh Kinh cựu ước. Không có cách nào mình giữ được hết. Chúng ta đã nói rồi, trong cơ thể con người có 365 cái đốt xương, và mỗi một đốt xương nó có một cái luật mình phải giữ. Làm sao mà giữ nổi? Sức đâu mà giữ nổi? Chỉ có thần khí Chúa đến thôi. Thì bây giờ đó, Thiên Chúa đến, Thiên Chúa ban cho thần khí của Ngài. Thần khí khôn ngoan, thần khí dũng lực. Chúng ta đã học những cái loại thần khí đó, phải không? Nói về thần khí học đó, nhớ không? Có thần khí Uri Elohim nè, thần khí Gabriel Elohim nè, thần khí Jeremy Elohim nè, thần khí Rafa Elohim, thần khí Zaki Elohim, thần khí Ari Elohim, thần khí Chamu Elohim và thần khí Micha Elohim. Đó là 8 tổng lãnh thiên thần. Mỗi một thiên thần là một loại thần khí có chức năng. Đây là trong ngành thần khí học, thế giới siêu nhiên. Anh chị em muốn có dũng lực hay là thần lực của Thiên Chúa thì phải có tổng lãnh thiên thần Gabriel. Anh chị em muốn được ơn soi sáng thì anh chị em phải cầu xin cùng tổng lãnh thiên thần Uriel, nhớ không? Có luật rất là nhiều, mà luật nó đem lại sự sống đời đời cho mình, mà mình không có thể nào mình giữ được vì mình không có sức, mình không hiểu được, thì phải có thần khí đó. Bây giờ bắt đầu tôi nói hơi cao siêu cho anh chị em, hơi choáng váng đó nha. Bây giờ trở lại khoảng chừng 100 cái CD trước đây, tại vì 100 cái CD trước đây, cỡ chừng 30 mấy đó, CD 30 mấy tôi nói về thần khí. Làm sao mà giữ được luật? Làm sao mà hiểu được cái luật chữa lành? Nếu mà không có thần khí Rafa Elohim, đấng đó, thần khí đó
là đấng cai trị hay là cai quản quả địa cầu. Và tất cả loại thuốc men hay là dược thảo đó là do Ngài, hay là cái sức chữa lành là do Ngài. Đức Chúa Trời thổi hơi ra, và cái hơi đó một cái chức năng, thần khí Ngài có cái chức năng đó là chữa lành. Và dạy cho con người biết kính sợ Thiên Chúa, gọi là thần khí Rapha, Elohim. Rapha có nghĩa là chữa lành, Elohim là Thiên Chúa, đó là tổng là thiên thần Raphael đó. Ta làm sao mà con người có được cái đức hiền hậu mà Chúa nói rằng phúc cho những người có, những người hiền lành vì sẽ được đất làm cơ nghiệp. Anh chị em đừng có nghĩ hiền lành chỉ là một nhân đức, hiền lành là một loại thần khí. Anh chị em có thể thấy được một cái người đó, con người cao to mặt như là hung dữ, dữ tợn, dữ dằn lắm, nhưng mà nhìn họ cái thấy thằng này dễ thương quá, thấy nó hiền. Và có người á bên ngoài thấy hào nhoáng như thế nào nó không biết, nhưng mà nói chuyện vài ba câu là biết cái người này nó có cái gì đó trong lòng, nó có cái gì đó, cơ mưu hay cái gì đó, biết nó không phải là người thật. Anh chị em có thể nghiệm, có thể cảm được phần nào đó cái thần khí nói cho mình biết. Chúng ta nhìn con người, chúng ta có thể cảm được phần nào đó người đó là hiền hay người đó là ác, cảm được phần nào. Đây không phải nằm trong tâm lý hay là khoa học bình thường đâu, đây là trong thần khí học, là thần học, hay là trong khoa học của Thiên Chúa. Thì muốn như vậy thì con người đó ở chung với tổng lãnh thiên thần Ari Elohim, hiền lành. Đây là con người anh chị em gặp, anh chị em biết được, nói một lời, lời đó nó nặng hơn núi. Và cho dẫu mình có thiệt thòi, mình cũng chịu. Người ta chửi mình cũng chịu, nhưng mà miễn sao mình giữ được cái chữ tín của mình. Người đó là người công chính như ông Thánh, Du Xe đó. Biết là thiệt thòi rồi. Vợ đã đính hôn, về nhà 3 tháng sau mang thai cái bầu. Không được hỏi nữa. Công chính mà. Thấy con người công chính như thế nào. Và nhận về, bởi vì mình đã có cái lời đính hôn rồi, như là vợ của mình rồi. Trung thành. Thần khí công chính đó, Zaki Elohim. Để mà giữ được cái luật công chính, phải công bình. Để làm gì? Để là người cứu mạng Chúa cứu thế, cứu mạng mẹ Chúa cứu thế. Không có một người đàn ông nào bằng ông Thánh Du Xe đâu. Không một người nào đáng được cái tước hiệu là đấng cứu mạng Chúa cứu thế, đấng cứu mạng mẹ Chúa cứu thế, thánh cả Du Xe. Bởi vì Ngài có thần khí công chính ở nơi Ngài. Như vậy nhá. Được rồi. Bây giờ tôi dừng lại đây. Chúng ta sẽ nói thêm vài ba điểm nữa về các thần khí khác. Để nói về luật, và chúng ta sẽ bước sang cái phần kế tiếp cho anh chị em. Kế tiếp là việc phụng thờ. Chúng ta sẽ nói về việc phụng thờ. Phụng thờ như thế nào trong lần tới. Anh chị em, những ai tới đây cũng khá lâu đó. Có ai được ơn lành, ơn lạ, hay là cảm nghiệm được hồng ân nào của Chúa ban cho trong những tháng qua, năm qua? Năm cũ đã qua, có ai được ơn lành? Ai được ơn nhiều? Được ơn. Thôi, mời bà. Nói về Chúa, Chúa đã làm gì? Và cho biết quý danh và ở giáo xứ nào, thành phố nào. Dạ thưa cha, con là Hoa Lê, con ở thành phố Garden Grove. Dạ thưa cha, con... Đi nhà thờ nào? Dạ thưa con, thường là cầu nguyện nhiều chứ con bệnh lắm dạ, con không thể nào đi được. Vì con đến ở nhà nhiều khi con xỉu lìa lìa. Đây, bà muốn lên đây để cầu xin ơn hay là bà muốn tạ ơn? Con tạ ơn. Dạ thưa cha, con đến đây là 23 tháng 11, một lần thứ nhất. Dạ thứ hai là con đến 25 tháng 11. Thì con cũng tạ ơn Chúa và ơn Đức Mẹ cũng như cha, nghĩa là ban ơn chữa lành cho con. Con nhiều bệnh lắm. Đầu con á là nó bị thần kinh, nó giật lia lịa, mũi con cũng bị, con lại bị xương sống có gai và tim bị hở ba chỗ ven, và nhất là thống phong, mà nhất là xương sống nó có gai, nó mọc nhánh đó cha. Tự nhiên tim con nó không bơm đủ máu lên đầu, cho nên con bị xỉu. Từ chỗ đó con cũng cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Nhiều khi con vô trong thay ghẹt hay đe đau, tự nhiên cái mặt mày nó tối đen, con không còn thấy trần gian này nữa. Thì con cứ lại Chúa, lại mẹ, không lẽ Chúa mẹ để con ngồi giữa đây. Lại Chúa mẹ cho con về đến nhà, rồi con sẽ tạ ơn mẹ nhiều và con sẽ về quê con ăn năn sám hối. Như vậy thì con có chú Thành cái nghĩa đó, chú mới chở con lại đây. Thì được Chúa và mẹ cha chữa lành.
Từ đó con về thì đầu con nó hết giật, mà nói chung là con hết tất cả, cũng như cái chân con nó bị thống phong mẫn lòi cái xương ra. Cha mới hỏi là có ai bị cái ngón chân không, thì con lại con cõi chơi với con nói con, thì cha nói là chân con hết rồi. Từ ngày đó đến nay là gần 3 tháng là con hết tất cả, không còn cái gì hết. Nhưng mà con có nguyện với Chúa với mẹ thì con sẽ về Việt Nam, con về tháng 5, con về luôn, con ăn năn thống hối và con ở là một cái cuộc sống khác của con, là vì bên này con không có con, không có ai hết trơn, con có mình con.